Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người tiếp tục với Cần Câu nhé. Hôm nay câu tai ISO câu lục khó tắt nha mọi người. Đầu tiên là một cây cần tai kinh tên. Đấy. Đây. Cây này thì xuống độc rồi. Cần này dài, đúng ra của nó dài 3,6 m nhưng mà nó xuống độc rồi. Giờ nó chỉ còn 3,2 m thôi nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Câu tai kinh tên. Dài 3,2 m, thu vào là 1,02 m, độc là 2,6 ly, cân nặng là 110 g. Này cái số 2 nha mọi người, nó số 1 chứ, số 1 101. Số 2 tiếp tục một cây cần tay. Đấy, 3,6 m à. Này, hiện tại đo là nó còn 3,4 m này. Thu vào là 1,02 m, độc là 1 ly, cân nặng là 110 g. Độc đây. Ok, 1 2 3 4 4 lóng. Số 2 90 nghìn. Số 3 tiếp tục một cây cần tay. Cần này thì dài 5,3 m, thu vào 1,02 m, độc là 2,2 ly, cân nặng 340 g. Rồi, độc của nó đây. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu lóng. 6 lóng nhưng mà cái lóng số 5 nó bị dập nha mọi người. Lóng số 5 nó bị nứt này. Đấy. Lóng số 5 nó bị nứt nha. Nứt này. Đấy, lóng số 5 nó bị nứt, nhắc đi nhắc lại nha, lóng số 5 bị nứt. Bị nứt gần cái phần giao với lại lóng góc lóng số 6 cuối cùng á. Cái này cái số 3 70 nghìn. Số 3 70 nghìn. Số 4 tiếp tục một cây cần tay lóng dài nhé, dài 4,2 m, thu vào là 1,07 m, độc là 1,7 ly, cân nặng là 220 g, giá của nó là 120 nhé. Độc đây. Một lóng, hai, ba, 4 5 5 lóng nha mọi người. Đấy, 5 lóng. Cần là cần số 4. Số 4 120 nghìn.
số 5 là một cây cần tay lóng dài thân nhỏ này, dài 2,5 m, thu vào là 1,02 m, đột là 1 ly, cân nặng là 40 g. Ồ, nhẹ tưng luôn. Ok, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Đây này, cái số 5. Số 5, 70 nghìn. Số 6 là một cây cần tay Ibetsu. Cây này hiện tại là đang dài 3,6 m, thu vào 90 cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 140 g. Đột 1 lóng, 2 3 4 5. Đây, lóng số 3 với lại lóng số 3 với lóng số 4, hình như cái lóng số 3 này nó bị gãy một đoạn nha mọi người, bị gãy một đoạn. Người ta chàng để nhát vừa cái lóng số 4 rồi nha. Cái số 6. Số 6, 70 nghìn. Số 7 là cây này. Cây này thì cái lóng gốc của nó hơi bị bạc nha mọi người, hơi bị bạc. Đấy. Trong thì màu đẹp, lóng gốc thì bạc. Dài 5,4 m, thu vào là 1,06 m. Đột là 0,7 ly, cân nặng 240 g. Ok, 1 lóng, 2 3 4 5 6, 6 lóng nha mọi người. Cái số 7. Số 7, 101. Số 8 là một cây cần hiệu Ibetsu. Đấy. Cần này dài 3,9 m, thu vào là 1,1 m. Độc là 0,7 ly, cân nặng là 220 g. Lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Đấy, cần này cần số 8 nha mọi người. Số 8, 120 nghìn. Số 8, 120 nghìn. Số 9, cái này cũng cần tay luôn nhé. Phíp, bây giờ này toàn cần phíp thôi nha mọi người. Dài 3,4 m, dài 3,4 m, thu vào là 1,06 m, độc là 1,7 ly, cân nặng 140 g. Đây, độc. Một lóng, 2 3 4, 4 lắm nha mọi người. Cây này cây số 9. Số 9, 101.
số 10. Đây, cây này tay vô nhé, cần tay hiệu tay vô. Đấy, dài 3m6, thu vào là 99 cm, độc 0,6 ly, cân nặng là 120 g. Cây này cây số 10, 101, độc của nó này. Okay. 1, 2, 3, 4, 4 lắm nha mọi người. Đấy, số 10, 101. Số 11. Tiếp tục một cây cần tay 4,5 m. Dài 4,5 m, thu vào là 1,01 m, độc 0,8 ly, cân nặng 210 g, giá 120.000 nhé. Đây, độc. Ok. 1 lóng, 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Số 11. 120.000. Số 12 là một cây cần súp lục. Đây. Dài 3m nhé. Cây này thì người ta thay độc rồi. Thay độc rồi nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Rồi. Dàn khoan thì mình thấy còn ok. Bát Fuji FX7. Vậy là thay độc thành ra dài 3,2 m, thu vào 91 cm, 0,90, thu vào 90 cm, độc là 2,8 ly, cân nặng là 280 g. Đây, nó bị vỡ cái nắp đại chân cần nhé, mắc nắp đại chân cần dưới đáy này. Đấy, cái này cái số 12. 12, 280.000. Số 13. 13 là một cái cần đai qua. Đây. Bát FX7 SK. Cần ISO khoan nhỏ nha mọi người, ISO khoan nhỏ. Đấy. Như cái độc nó có bị gãy tí rồi người ta thay đầu bu, thay 2-3 cái khoan chỗ này rồi này. Đấy. 1 lóng. 2 3 4 5 6 6 lóng. Cần dài 4,5 m, thu vào là 95 cm, độc là 1,7 ly, cân nặng là 360 g. Cây này cây số 13. 13 300. 13 300 nha mọi người. Cây cần Shimano. Đấy, khoan này. Cần Shimano nha mọi người. Cần này dài 5,2 m. Đấy. 5,2 m. Thu vào là 109 cm.
cân nặng là 560 g này. Đấy. Đọt rồi. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng. Đấy, khoan nó có cái thay, có cái chưa thay nha mọi người. Đấy, ok, như cái này là thay đầu này. Đấy, bị hang rỉ này, về mọi người đánh ra nhé. Bát FK, FS8 nhé. Dài 5m2, thu vào là 1m04, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 600 g. Cái này số 14. 14 290.000. Số 15. 15 là một cây cần súp Daiwa 39 cứng 25. Đấy, hô lục cũng được. Bạc bãi cũng được nha. Đây. Dàn khoan ok nha mọi người. Không nứt vỡ gì cả, Fuji. Tuy nhiên. Hết. 1 2 3 4 lóng. Chụp hả? Coi trong cái hộp trong góc trên bàn. Đấy. Cái này dài 3m9, thu vào là 1m16, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 510 g. Cái này cây số 15. Số 16. Đây. Số 16 cây câu lục. Đây. Đọt của nó đây. Những kèo như gì vậy? Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng rồi mọi người. Đây, hồ lục ba lóng. Khoan nó chắc cú luôn. Khoan lớn nha. Đây qua này, đây qua. Bắt vặn kim loại nhé. Cần là dài 3m, thu vào là 1m18, đọt là 3,2 ly, cân nặng là 560 g. Đấy. Giá 340. Cái này số 16. 16 340.000. Số 17. Số 17 là một cái ISO khoan nhỏ 4,5 m. ISO khoan nhỏ 4,5 m nhé. Chỉ có cái đầu bu là bị mắc đá này, về thay cái đầu bu đi thôi. Nhá. Một lóng, hai, ba, bốn, năm. Năm lóng nha mọi người. Bát Fuji FS6. Dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 300 g. Cái này cái số 17. 17 300. Tiếp tục một cái ISO khoan nhỏ của Ryobi nhé. ISO khoan nhỏ của Ryobi này, cái đọt nó hình như cái đầu bu nó bị hư, người ta thay nó gãy một tí đọt hay sao ấy. Nó tụt luôn mấy cái khoan, người ta thay mấy cái khoan mới rồi nha mọi người. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba, bốn lóng nha mọi người.
Hát Fuji FS6 này. Cần dài 3 mét, thu vào là 86 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 140 g. Đây là cây số 18. 240 nghìn. Tiếp tục một cái ISO khoan nhỏ. Cái này hiện tại đang đo là 2m6, chắc có lẽ là bị gãy 10 phân đọt rồi, bị gãy 10 phân đọt rồi nha mọi người. Người ta thay mấy cái khoan này vào nữa rồi nè. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng thôi. Đây, bát thì cột lại rồi. Cái này mình thấy giống như kiểu cần tay người ta cột quá rồi, cần tay. Em nghĩ đây là cần tay người ta chế thành ISO nhé. Đấy. FK FS6 bass dài 2m6 này, thu vào 98 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 120 g. Cái này cây số 19. 19 190. Số 20 là một cây cần ISO khoan nhỏ nha mọi người. ISO khoan nhỏ. Thằng này thì nó bị rớt cái đầu bu ra nè, rớt cái đầu bu ra, mình cột cái đầu bu ở đây rồi. Cột cái đầu bu ở đây về mọi người có thể hàng lại hoặc thay cái đầu bu đi nhé. Hàng lại hoặc thay đầu bu đi. Ok. Cái này nó được bị giữ cho khỏi đỡ gãy đọt nha mọi người. Cái này là cái giữ để cho đỡ gãy đọt. Một lóng, hai lóng nè. Ba lóng, bốn lóng nha mọi người, bốn lóng tất cả. Đây, nguyên bản của nó dài 3m6. Cái này thì China xuất nhập nha mọi người, bát này. Cái này China xuất nhập nha. Dài đo còn 3m4, thu vào là 1m02, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 160 g. Đây là cây số 20. 20 190 nghìn. Rồi, hôm nay kết thúc ở số 20 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Ai xem thì cho mình xin một like để ủng hộ nha. Ai chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh ở nút đỏ phía bên dưới. Đấy. Và nhấn chung để có thông báo video mới về cho mọi người xem và mua nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người được phép xem hàng, kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Đấy, nên mọi người phải kiểm tra thật cẩn thận giúp mình. Có gì đó mà nếu mà sai sót hay là bể vỡ gì trong quá trình vận chuyển thì mọi người phải điện thoại cho bên mình ngay. Đấy, thì giải quyết luôn nhé. Chứ còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu kiểm tra hàng xong rồi nhận hàng xong rồi cứ báo mình bị này bị kia. Lúc đó giải quyết rất là phiền, còn phải bên vận chuyển rồi nữa nha mọi người. Đấy, nên mình sẽ không giải quyết những vấn đề đó nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.